Bạn có biết não của thợ kim loại lớn thế nào không? Metal Shop Master tập này sẽ có cú ngược dòng. Fanny đang chơi saxophone. Với khởi đầu tốt đẹp này, điều gì đang chờ đón những tuyển thủ của chúng ta? Những bộ nhạc cụ cũ chất thành núi có tác dụng gì? Thử thách cuối cùng của tập này là chế tạo một nhạc cụ hoàn toàn mới có thể chơi được nhạc. Sự kết hợp của kim loại và nhạc cụ. Nhạc cụ phải độc nhất vô nhị, có thể nghe được và đẹp mắt. Tập này sẽ có hai đội đấu với nhau. Lu là quán quân của tập trước nên được lựa chọn trước. Anh rút thẻ tên của Reza. Thực ra không vui lắm, hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau. Lu giỏi chế tạo máy tính, Re thì ngược lại tự do tùy ý. Các nhóm đã chia xong, thử thách 10 tiếng chính thức bắt đầu. Lu lấy trống và trũng trẻ, Ivan lấy chiếc piano lớn nhất. Tom không biết gì về âm nhạc nên không thể đưa ra ý kiến nào mà chỉ có thể âm thầm làm việc. Lu cũng vậy, anh ấy không hiểu về âm nhạc, anh ấy nghĩ trống là cái dễ nhất. Điểm khó của tập này là phải sử dụng các vật liệu và nhạc cụ khác nhau tạo ra một nhạc cụ mới. Đồng đen, thép không gỉ, thép nhẹ, những thứ này sao có thể phù hợp? Các tuyển thủ cần có sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú. Tác phẩm của nhóm Ivan là một hộp nhạc khổng lồ, những chiếc đinh được đặt vào đúng vị trí, đặt đinh vào hình trụ, sau đó quay vòng cái dùi là có thể phát bài hát muốn nghe. Lu nghĩ đến kế hoạch du hành về thập niên 70, khi đó đã có đĩa vàng được đưa lên vũ trụ. Hai người họ cũng muốn làm một vệ tinh kết hợp với trống điều khiển bằng tay, dùi trống sẽ phát ra âm thanh, dùng đồng chế tạo khung vệ tinh. Ý tưởng rất táo bạo, có thể hiện thực hóa không lại là một câu chuyện khác. Ivan bên này bắt đầu phá đàn, bên trong piano có một thụ cầm, đánh bằng dùi trống là có thể nghe thấy âm thanh. Đây là phần quan trọng nhất, cần phải cắt nguyên vẹn. Ivan liệu có lấy được thụ cầm thuận lợi không? Trong cuộc sống không thiếu những người tài giỏi vô vị, chỉ thiếu những tâm hồn thú vị. Trong Metal Shop Master, trí tưởng tượng của họ là vô hạn, chỉ còn lại 4 người thợ tài năng nhất. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng để nhận được giải thưởng $50,000 đây? Hãy bình luận để cùng nhau thảo luận nhé. Công việc của Tom là làm trục lăn trong hộp nhạc lớn. Khi ống chạm vào dùi sẽ đánh dây đàn phát ra âm thanh. Tom cuộn hai tấm thép lại sau đó đem đi hàn rồi cuộn lại. Nếu không hàn đúng vị trí các đường nối sẽ không thẳng, hình trụ sẽ không tròn. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra rất khó. Cuối cùng trông nó giống như một quả trứng. Ray cũng đang chật vật với vòng kim loại. Cô ấy lo không tìm được vị trí trung tâm. Với sự hướng dẫn của Lu, ổ đĩa chống máy đã ổn. Trên đĩa có bu lông, dùng để đặt nhịp, nối dùi trống với bàn đạp là có thể mang đi biểu diễn. Ray đến chương trình mới nhận ra hóa ra thợ hàn cần phải học hỏi rất nhiều. Đối với động lực cơ giới, bản thân cô cũng xem như là người có kinh nghiệm lâu năm. Bậc thầy động lực học Lu đã kiên nhẫn giải thích cho cô ấy. Sau khi kết cấu bên trong hoàn tất thì chuẩn bị cắt khung. Ivan vẫn đang dỡ đàn piano, khung gỗ lớn thế này nếu không có cưa thì sao có thể cắt đây? Nếu làm hỏng các bộ phận dễ vỡ là sẽ mất tất cả. Tom sẽ phải chịu tội cùng anh ấy, không có dụng cụ đồ mộc nên phải tìm những thứ dùng được có sẵn. Anh ấy dùng khoan điện làm cưa rồi dùng búa gõ, khởi động máy mài, dù là công cụ gì cũng phải tháo dỡ được piano. Ban giám khảo thấy những việc đó thật ngốc nghếch, họ không hiểu và cũng ngại hỏi. Đây là lần đầu tiên Ivan tháo piano, điểm kết nối giữa âm bản và dây âm anh ấy chỉ biết một ít. Ivan chỉ có thể cắt rời những phần cần thiết ra mà không được làm đứt dây đàn. Ray dùng trũng trẻ để làm các bộ phận vệ tinh, tôi thích nó. Tôi thích nhìn những tia sáng có thể làm mù mắt tôi. Trũng trẻ giống như lá kim loại trên tàu vũ trụ. Sau khi hàn hồ quang với Uprum, trông nó đã giống một con tàu vũ trụ hơn. Bánh răng cơ khí thủ công không được nhạy cho lắm, độ di chuyển không đủ lớn, Lu đành dỡ bỏ để nghiên cứu lại. Tác phẩm này vẫn chưa đủ thu hút, bậc thầy động lực học có chút băn khoăn. Vấn đề chủ yếu là bu lông trên đĩa, anh không tìm thấy nhịp điệu chính xác nên đành phải đổi ý tưởng là làm một máy đánh trống liên tục. Thời gian đã qua một nửa, Ivan vừa dỡ xong đàn hạc, hai người cùng nhau hàn nối. Lần này Tom không có ý tưởng nào, đều nghe theo hướng dẫn của Ivan. Mặc dù anh ấy không biết kế hoạch hoàn chỉnh nhưng anh ấy rất có lòng tin với Ivan. Tia lửa ở khắp mọi nơi, cả hai đội đều đang tăng tốc. Tác phẩm của ai có thể chiếm được trái tim của ban giám khảo? Anh em ơi, người đoạt giải trong giới thủ công mỹ nghệ là ai? Ai là người phát minh ra sản phẩm vô dụng? Ai là người biết tận dụng phế liệu? Hãy kéo xuống bình luận để tôi thấy sự nhiệt tình của các bạn nhé. Chúng ta hãy cùng xem các tuyển thủ sẽ sử dụng phế liệu như thế nào để chế tạo ra những sản phẩm vô dụng. Ray chế tạo giá đỡ, Lu giải quyết vấn đề máy móc để tác phẩm giống tàu vũ trụ hơn. Ra sử dụng thước cuộn tạo một tam giác đều. Lu rất bất ngờ vì cô ấy có thể làm được điều đó. Ray có khả năng đối phó với mọi thách thức, đúng là không thể xem thường. Ivan lấy trũng trẻ làm bản âm thanh, sử dụng loa để âm thanh lớn hơn. Ban giám khảo rất lo lắng, Ivan luôn thích làm những tác phẩm lớn, lần này thì phức tạp, đành cầu nguyện cho họ có thể hoàn thành. Cô gái duy nhất của chúng ta khi cùng đội với ai cũng rất hòa hợp. Hai người hợp tác với nhau hoàn thành một nửa vệ tinh. Buồng đẩy động cơ hỏa tiễn có vẻ ngoài rất tinh tế. Ivan đã hàn xong phần đế, Tom chuyển khối trụ đã lắp ráp đến, cấu trúc bên trong đàn cũng được khóa đúng vị trí, nhưng để khối trụ lăn chơi được loại đàn này thật khó. Bản lề gỗ rất dễ gãy, nếu đinh không chạm đúng vào phím nó sẽ bị hỏng. Ray bên này đã thiết kế xong logo vệ tinh cho Lu hàn lại, tác phẩm trở nên có điểm nhấn hơn. 30 phút cuối cùng, đội của Ivan vẫn chưa hoàn tất, vẻ ngoài cũng không được thẩm mỹ. Để tác phẩm trông đặc biệt hơn, Tom muốn làm một cái sạc thêm một cái kèn bên trên, tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế thì khó ở phần nguyên liệu khác nhau. Cần hai loại nhiệt để làm tan nguyên liệu cơ bản, nếu dùng hàn hồ quang kim loại thì hàn không ổn định cũng có thể bị tách ra. Ivan vẫn tiếp tục hàn đinh, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Thời gian sắp kết thúc, đội của Ivan có thể hoàn thành tác phẩm trong những giây cuối cùng không? 5 4 3 2 1 Các tuyển thủ, hãy bỏ dụng cụ xuống.
làm việc một cách vội vàng sẽ đem lại kết quả thế nào? Máy đánh trống vệ tinh của Lu và Ray trông rất ngầu, các chi tiết liên quan chặt chẽ với nhau, quan trọng là có đánh ra tiếng được hay không. Đinh đinh rầm rầm, vo vo ve ve hay hơn David chơi trống. Chi tiết của vệ tinh rất đẹp, nhưng yêu cầu của thử thách là chế tạo một nhạc cụ mới. Đây là một loại trống để trong một cái hộp. Hãy xem hộp nhạc khổng lồ của Ivan và Tom phát ra âm thanh gì. Âm thanh rất hỗn loạn, ai có thể nghe ra thì thực sự là không hiểu về nhạc cụ. Sai lầm duy nhất là sử dụng quá nhiều gỗ. Đây là Metal Shop Master không phải Woodworking Warrior. Sau khi đánh giá xong sẽ chọn ra một đội xuất sắc nhất, một đội tệ nhất. Đội của Ivan dùng nhiều nhạc cụ đem các bộ phận ghép lại với nhau. Piano ống trụ trũng trẻ phát ra âm thanh kỳ lạ, thể hiện kỹ năng thuần túy. Đội của Lu đồng tâm hiệp lực sáng tạo đa dạng, đều là những nghệ sĩ tài năng nhưng chỉ có một đội chiến thắng, chính là Ivan và Tom. Nhưng trong lòng Lu không phục, cảm thấy bản thân cũng không tệ. Bây giờ một trong hai ai sẽ bị loại ư? Lu và Ray. Các bạn được an toàn. Cái gì? Ban giám khảo khiến họ thở không ra hơi. Bốn người ôm lấy nhau. Trong tập này không có ai bị loại. Ban giám khảo đều rất thích các tác phẩm này. Vậy trong tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Hẹn gặp lại mọi người.